Đây là căn phòng trọ mình đang cho thuê tại phường An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai nha. Thì phòng cũng là khá tiện nghi, có ốp tường, gạch bằng men, cửa bằng sắt nha. Chỗ này thì là để bếp nè, có vòi nước. Còn đây là nhà tắm. Bây giờ là mình sẽ đi lên đầu. Mình lên gác trình để giới thiệu với mọi người về trên gác nha. Thì ở trên gác này á là mình có lót cao phong miếng xốp á để chống nóng nè. Rồi có lỗ thông khí nè, thông khí. Rồi đây là cái gối bồng người ta để lại này nha. Này là có ổ điện. Đây là có cửa sổ, cửa lùa gió nè để cho mát. Đó. Ở trên đây là mình gác đúc nha. Ốp gạch men luôn. Thì phòng trọ của mình á là ở tại phường An Bình nha, gần chợ An Bình. Thì cũng gần khu công nghiệp 1, khu công nghiệp Biên Hòa 1, khu công nghiệp Biên Hòa 2, khu công nghiệp Amata, rất tiện cho các bạn công nhân, sinh viên đi học và đi làm nha. Cũng gần các trường đại học đó.